Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, Đường Tam đã mang theo Đường Hạo và Ngần trở lại Hạo Thiên Tông, sau đó chịu sự phản đối kịch liệt đến từ các vị trưởng lão, cuối cùng vẫn là dùng thực lực để nói chuyện. Thất trưởng lão là Phong Hào Đấu La, trọng lượng của mỗi cây Hạo Thiên Chùy chỉ là 5.000 cân, vậy mà hắn dùng Vũ Hồn phân thân thì càng khủng khiếp nữa, Đường Tam phải chịu lực cường kích lớn gấp đôi. Hắn nhanh chóng nhắc nhở Đường Tam chuẩn bị đón một chùy, sau lời nói đó, thất trưởng lão liền bộc phát hồn kỹ thứ 7 là Khí Hồn Chân Thần. Thân ảnh khổng lồ múa chùy vài vòng rồi ném thẳng về phía Đường Tam. Chứng cái cảnh tượng này, Tiểu Vũ vô cùng lo lắng, mà Đường Tam thì lại nhếch miệng khinh thường. Hắn sử dụng ra kỹ năng hồn cốt thứ 2 của Thái Thản Cử Viên, tạo ra một lớp phòng hộ trước mặt. Thất trưởng lão thấy vậy liền giơ tay thu hồi cây chùy, sau đó tự mình động thủ. Uy lực lần này đã lớn hơn lần trước, mà Đường Tam cũng y nguyên gia tăng phòng hộ bằng kỹ năng Thái Thản Thương Khung Cháo, có thể lợi dụng việc khống chế trọng lực. Trong nháy mắt, áp suất không khí thành năng lượng kinh khủng, rồi bắn ra công kích ngăn cản Hạo Thiên Chùy. Một quyền này của hắn tương đương với một kích toàn lực của Thái Thản Cự Viên, uy lực có thể so với hồn kỹ thứ 9 của Phong Hào Đấu La bình thường. Thất trưởng lão nhanh chóng bị đẩy lùi, cả đám thấy kết quả này liền há mồm kinh ngạc, không ngờ rằng Đường Tam chỉ dựa vào một kỹ năng của hồn cốt mà đã chặn được Vũ Hồn Chân Thần gấp đôi của thất trưởng lão. Sau khi bị đánh bật về sau, thất trưởng lão lập tức nổi giận. Nhị trưởng lão vội vàng ngăn lại và cho biết một kích vừa rồi nếu không phải đánh vào không trung, e rằng thất trưởng lão bây giờ không chỉ đơn giản là bị bức lùi. Kết quả đã phần, mặc dù không muốn vậy nhưng hắn ta cũng có lòng tự trọng của Phong Hào Đô La, dám trời dám chịu. Hắn tuyên bố từ nay về sau không còn làm địch với Đường Hạo. Nhị trưởng lão nói tiếp, với thực lực của Đường Tam bây giờ đúng là có tư cách lên tiếng trong tông môn. Vậy nhưng Đường Tam muốn giải thích giúp Đường Hạo cũng có nghĩa là đang chất vấn quyết định của lão tông chủ và khiêu chiến quyền uy của trưởng lão Đường. Đường Tam nghe về vẫn kiên quyết nhất định phải đòi lại công đạo cho mẫu thân và phụ thân. Đường Khiếu lên tiếng, người bất kính trưởng lão Đường, đồng tội phản nghịch tông môn. Ngũ đầy trưởng lão có thể cùng tay ra tiêu diệt. Có thể nói rằng thế trận bây giờ lại tiếp tục căng như dây đàn. Đường Tam thẳng thắn xin khiêu chiến 5 vị trưởng lão ngay tại đây, sống chết không oán. Sự cố chấp này lại làm cho đám người bên kia lại được một phen há mồm. Nhị trưởng lão yêu cầu Đường Tam đi tới Xuyên Vân Phong để chiến đấu. Hành động này khiến các đệ tử không hiểu hắn đang nghĩ gì luôn. Nơi đầy tuyết trắng này chính là Xuyên Vân Phong. Rất nhanh sau đó, hắn cũng nhảy lên trên đỉnh núi. Mặt đối mặt với 5 người, hắn yêu cầu nếu như trận này giành được chiến thắng, hy vọng các vị trưởng lão và tộc nhân có thể nghe hắn giải thích chuyện của phụ thần trước kia. Nhị trưởng lão đồng ý, giới hồn sư luôn lấy thực lực vi tôn. Trận chiến này nếu Đường Tam có thể thắng, lão sẽ thu lại lời nói lúc trước. Còn nếu hắn thua thì nhất định phải vì hành động hôm nay mà chịu trừng phạt không nên có. Đường Khiếu lên tiếng nói đỡ cho Đường Tam, hy vọng các vị trưởng lão thông cảm. Tuy nhiên nhị trưởng lão lại không đồng ý. Đường Tam muốn hủy bỏ mệnh lệnh cuối cùng của lão tông chủ khi còn sống. Trận chiến này liên quan tới vinh nhục của tông môn. Tiểu Vũ nhận xét, trước mắt 5 tên Phong Hào Đấu La này, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn ngày đó bị Bì Đồng dẫn đầu 6 tên Phong Hào Đấu La. Dù là vậy thì Đường Tam vẫn tin tưởng trận chiến này chính là để cho hắn thể hiện bản lĩnh của mình, tuyệt đối không thể để cho các trưởng lão chiếm hết tiền cờ, nhất định phải hạn chế bọn họ lại. Nói rồi, hắn lập tức sử dụng Lam Ngân Tà mà kính chi diệt định khống chế 5 người. Bọn họ nhanh chóng nhảy lên không trung rồi cùng nhau hợp sức tạo ra một cái trận pháp bao phủ toàn bộ ngọn núi. Đường Tam lập tức cảm nhận được áp lực, càng không ngờ là bọn họ lại trực tiếp chọn cách hợp lực. Đường Khiếu giải thích, trận pháp chỉ là bên ngoài, quan trọng là 5 người bọn họ đi chung nhiều năm, dung luyện ra một bộ thuật hợp kích kết hợp với trận pháp. Rất nhanh, lần hợp kích thứ nhất cũng được tung ra, trên bầu trời xuất hiện bóng dáng chiếc chùy khổng lồ, liên tục tỏa ra uy áp. Đường Tam lấy dao Hạo Thiên Chùy ngăn cản, sau một hồi giằng co, 5 người cũng thu hồi công kích. Chuyên cảnh phim, Thiên Nhận Tuyết đang bước vào giai đoạn thử thách thứ 2. Nàng ta được đưa tới cung điện Thiên Đấu Đế Quốc, nơi mà năm đó nàng còn đóng giả làm Tuyết Thanh Hò. Trở lại với trận chiến của Đường Tam, sau khi nhìn hắn vẫn toàn thấy 6 chiêu thức, đám trưởng lão liền không tin vào mắt mình nữa. Cũng may Hạo Thiên Chùy hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn của Thái Thản Cự Viên, dựa vào sức mạnh hồn hoàn gia trì, miễn cưỡng cản được công kích của 5 vị trưởng lão. Có thể nói rằng, lần hợp kích thứ nhất này, người bình thường một khi bị đánh trúng, dưới 5 tầng áp lực sẽ không còn sức đánh trả, đừng nói là lần sau còn có lần thứ 2 và lần thứ 3. Tuy nhiên, kích thứ 2 cần tụ lực dài hơn, cho nên đây chính là cơ hội của Đường Tam. Cho dù trọng thương thì cũng phải tranh thủ, hắn cố gắng đứng dậy, sau đó sử dụng hồn kỹ thứ 8 của Lam Ngân Hoàng để tấn công. Nhị trưởng lão thấy vậy nhanh chóng lao sang ngăn cản, những người còn lại tiếp tục hợp kích. Lão biến ra Hạo Thiên Chùy của mình thành khổng lồ, đây là chiêu thức mạnh nhất trong chiêu thức của bọn họ. Đáng tiếc là kế hoạch ngăn cản của nhị trưởng lão không thành công. Đòn công kích của Đường Tam đột nhiên phân tán rồi lách qua người lão, không có va chạm, cho nên Hạo Thiên Chùy được đà lao tới ngay trước mặt Đường Tam. Đường Tam lấy ra Hải Thần Tam so kích đòn đỡ, sau đó hướng kỹ năng của hồn kỹ thứ 8 đến 4 người trưởng lão còn lại. Cảm thấy không ổn, 4 người đành phải sử dụng kỹ năng hộ thể, tạo ra một vòng tròn kết giới chống đỡ công kích. Về phía nhị trưởng lão, dưới sức mạnh của Đường Tam, cộng thêm món thần khí trên tay, kỹ năng Hạo Thiên Truy lập tức tàn vỡ. Lão không ngờ rằng kỹ năng của mình vậy mà lại bị hóa giải dễ dàng tới như vậy. Kế tiếp, lần lượt các vị trưởng lão thay phiên nhau cùng kích. Vừa giao thủ, Đường Tam vừa không quên giảng giải cho khán giả biết. 5 người hợp lực cũng có lợi và cũng có hại. Lợi ở chỗ sức mạnh gia tăng gấp bội, còn cái hại là thời gian tụ lực sẽ càng lâu hơn, hơn nữa không đủ linh hoạt. Cho nên, hắn đoán mấy lão già này trong lúc cấp bách sẽ để một người mạnh nhất ra đối phó với hắn. Những người còn lại thì duy trì trận pháp, tiếp tục tụ lực cho lần hợp kích tiếp theo. Chỉ cần 4 người còn lại lựa chọn phòng thủ thì Đường Tam sẽ không cho bọn họ cơ hội phản công lại. Đẩy lùi từng người về sau, Đường Tam sử dụng ra Hoàng Kim Thập Tam Thức mà trước đó được Hải Thần Đại Nhân chỉ dạy. Thì triển thức thứ nhất, 5 người bên kia thế vậy đồng loạt dựng ra hàng phòng ngự. Mặc dù ngăn cản được, vậy nhưng bọn họ lại không thể hành động, coi như là bị khống chế cứng lại một chỗ. Thời gian bị khống chế là 8 giây, đây chính là thời khắc để phân thắng bại. Hắn tiếp tục đánh ra thức thứ hai, tạo ra một lốc xoáy cuốn nát tất cả, lớp phòng hộ cũng nhanh chóng vỡ nát. Chưa dừng ở đó, Đường Tam lại tiếp tục tung chiều, làm hạn chế hành động của đối thủ chậm đi gấp 10 lần. Cuối cùng là ném ra hai thần tam số kích thẳng mặt đám trưởng lão. Thắng bại được phân ra, trận chiến cũng kết thúc. Bởi vì lần này sử dụng chút thủ đoạn để chiến thắng, vậy nên bọn hắn cũng không thua tâm phục khẩu phục. Đường Tam chắp tay xin thứ lỗi, sau đó nói ra lý do khiêu chiến là bởi vì một người. Hắn lấy ra chiếc lệnh bài mà Đường Thần đã giao cho, từ trên lệnh bài lập tức bạo phát ra một tia sáng chiếu thẳng lên trời. Nhìn đồ án đang không ngừng chuyển động, lại thêm thân ảnh của Đường Thần đứng sừng sững, cả đám trưởng lão lẫn đệ tử đều chẳng biết nói gì nữa. Có lẽ bọn họ cũng hiểu ra điều này có ý nghĩa là gì. Tới đây thì tập phim đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.